Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam có hơn 5.000 km đường biên giới đất liền gắn với ba nước Trung Quốc, Lào và Campuchia. Để thúc đẩy thương mại hàng hóa trên toàn tuyến, Chính phủ Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định thương mại và hàng loạt các hiệp định, thỏa thuận quan trọng liên quan khác về kiểm dịch, an toàn thực phẩm, chất lượng hàng hóa và thanh toán với các quốc gia này. Nhằm phát huy lợi thế trong những năm qua, các địa phương có đường biên giới đã chú trọng đẩy mạnh phát triển hạ tầng thương mại biên giới, phát huy tối đa lợi thế mà kinh tế cửa khẩu đem lại. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 9 tháng năm 2024 đạt 578 tỷ đô la Mỹ, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng giá trị nhập khẩu của Việt Nam sang các nước có chung đường biên giới ước khoảng 50 tỷ đô la Mỹ. Quy mô trao đổi hàng hóa qua tất cả các cửa khẩu trên toàn tuyến biên giới đất liền đã đạt hàng chục tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Bộ Công Thương cho biết để thúc đẩy thương mại hàng hóa và dịch vụ trên toàn tuyến biên giới đất liền, Chính phủ Việt Nam đã ký kết hiệp định thương mại biên giới với chính phủ các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia và lần lượt ký các hiệp định thỏa thuận quan trọng liên quan khác về kiểm dịch, chất lượng hàng hóa, thanh toán. Với tuyến biên giới giáp Trung Quốc, mặc dù cơ sở hạ tầng tại các khu vực cửa khẩu các tỉnh biên giới đã được quan tâm đầu tư, đặc biệt là hạ tầng giao thông vận tải, nhưng hệ thống logistics vẫn còn một số vấn đề. Chúng ta cũng không nhất thiết là phải tính toán đến cái sản xuất hàng hóa cụ thể, mà đến vùng này có thể là một vùng dịch vụ trung chuyển hàng hóa từ các vùng Tây Nam của Trung Quốc, các vùng cả thị trường Trung Quốc đối với thế giới, cũng như ngược lại là một cái vùng dịch vụ trung chuyển hàng hóa của thế giới đối với thị trường Trung Quốc. Mặc dù cũng được chính phủ rất là quan tâm, cái hệ thống hạ tầng giao thông đối với cả khu vực Lào Cai đã được phát triển để làm sao mà đưa được tuyến đường từ các khu vực bên trong Tây Nam Bộ, đưa các nguồn hàng từ Tây Nam Bộ đi đến Lào Cai và đi sang khu vực Tây Nam Trung Quốc cũng đã được thuận lợi hơn rất là nhiều. Bộ Công Thương chúng tôi cũng đang cố gắng đa dạng hóa cái hình thức vận chuyển. Chúng tôi đang cố gắng là cùng với cả Lào Cai đàm phán với cả phía Trung Quốc để làm sao mà có thể là phát triển được cái tuyến đường sắt liên vận quốc tế, phát huy được cái thế mạnh của tỉnh. Đối với tuyến biên giới giáp Lào, việc phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là việc xây dựng các tuyến đường kết nối tới cửa khẩu, tuyến đường liên huyện tại một số khu vực còn chậm và chưa tương xứng với nhau, chưa đáp ứng được tiềm năng và nhu cầu của hoạt động mua bán, trao đổi, lưu thông hàng hóa tại khu vực biên giới. Bên cạnh đó, hệ thống kho bãi cũng chưa được chú trọng đầu tư. Cái khó khăn hiện nay mà lớn của Tây Nguyên á, là ngoài cái đường bộ ra và đường hàng không thì chủ yếu là vận chuyển hành khách, còn không có các cái dịch vụ vận tải khác như là dịch vụ vận tải cái như đường sông, đường sắt rồi là cái như đường biển thì không có. Có những kho cảng, bến bãi, thậm chí là các cái dịch vụ về hải quan, thuế quan rồi này kia, nó là cả một cái dịch vụ trọn gói thì mới là phát triển. Thì đây là một cái kế hoạch khá lâu dài và Gia Lai cũng đang hướng đến cái việc mà xây dựng các cái trung tâm logistics này. Còn về tuyến biên giới giáp Campuchia, Việt Nam là đối tác thương mại lớn và quan trọng, giúp hàng hóa Campuchia dễ dàng tiếp cận đến các khu vực cảng biển trọng điểm, thuận lợi xuất khẩu đến các nước trên thế giới. Do vậy, cần tăng cường kết nối để tạo ra một hệ thống logistics hiệu quả và liền mạch hơn, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và nền kinh tế ở cả hai phía biên giới. Trong phát triển thương mại biên giới, việc tăng cường kêu gọi xúc tiến đầu tư, thu hút doanh nghiệp lớn vào nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại khu kinh tế cửa khẩu, hệ thống logistics đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa tại khu vực kinh tế cửa khẩu là rất quan trọng với các địa phương. Logistics đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy hoạt động thương mại biên giới của Việt Nam. Sự phát triển của hệ thống logistics hiện đại, đồng bộ sẽ góp phần gia tăng khả năng kết nối giao thương, rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí xuất nhập khẩu hàng hóa và từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng Việt trên thị trường quốc tế.